Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 258, Hào Quang Hy Vọng. Kiệt Sâm chỉ cảm thấy hai tay chạm phải hai khối gì đó vô cùng mềm mại. Hai người lập tức thoáng cái đều ngây ngẩn cả người. Cái gì đó? Kiệt Sâm hiếu kỳ nhìn trước ngực Yên Cơ, ánh mắt lướt qua đồi núi nhỏ kia, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Thiên địa chứng giám, Kiệt Sâm kiếp trước tuy rằng là cửu giai linh dược thánh sư, địa vị vô cùng cao thượng, nhưng hắn vẫn một lòng nghiên cứu linh dược học lại một sử nam nhân điển hình, đối với chuyện giữa nam nữ cũng là hoàn toàn không biết gì. Cảm nhận được hai đạo ánh mắt mang theo ý tứ thăm dò đảo qua bộ ngực sữa của mình, Yên Cơ chỉ cảm thấy toàn thân nóng rát khó chịu, mặt thoáng cái đỏ bừng. Nói trước đó ta cái gì cũng không thấy hết đấy nhá. Lúc này Vi Ân ở một bên, mang trên mặt theo tia cười xấu xa, nói ra một câu lỗi thời như vậy. Yên Cơ hùng hằng trợn mắt liếc nhìn Vi Ân ở một bên, thân là nữ nhi tộc trưởng Áo Lợi Phất gia tộc. Yên Cơ thường xuyên tham dự các yến tiệc cỡ lớn, tố chất nội tâm tự nhiên vô cùng tốt. Rất nhanh, đôi má vốn đỏ tươi lại khôi phục lại như trước, chỉ là ẩn ẩn, có chút nóng thôi. Kiệt Sâm đại sư, tấm linh tạp này là do Áo Lợi Phất thương hội đặc biệt xử lý cho ngươi, bên trong có 600.000 linh tệ, đó là do đấu giá hồi linh dược tề và linh tôn dược tề có được. Yên Cơ cười từ trên người lấy ra một tấm linh tạp màu vàng, để vào trong tay của Kiệt Sâm. 600.000? Kiệt Sâm nhíu mày nói. Không có nhiều như vậy. Tuy rằng linh tôn dược tề được 550 vạn, bốn nhóm hồi linh dược tề kia cũng có chừng tầm 600 vạn, tổng cộng lại là 6.100 vạn. Nhưng giá đấu giá hội bình thường đều phải rút ra 5% phí thủ tục. Hơn nữa Kiệt Sâm vì khôi phục lại thực lực cho cha mình đã cầm đi tài liệu trị giá 600-700 vạn ở chỗ Yên Cơ. Hơn nữa lúc ở Tháp Lâm Thành đã dự trì 100 vạn cùng với tài liệu dùng để khôi phục thực lực cho Vi Ân là tài liệu linh dược tề bình thường dùng phối chế dược liệu. Còn có Quang Minh Chi Kiếm trị giá 200 vạn kia nữa. Tính toán tất cả, có lẽ Kiệt Sâm ngay cả 5.000 vạn cũng chưa chắc có được. Kiệt Sâm đại sư, người nói như vậy cũng quá khách khí rồi, bởi vì linh tôn dược tề của ngươi, Áo Lợi Phất đấu giá hội chúng ta lần này thu hoạch được rất lớn. Không nói đến danh tiếng tăng cao, chỉ riêng tài sản mà Lạp Đế Căn gia tộc thế chấp thôi thì ít nhất cũng kiếm được 30% giá chênh lệch rồi. Trên mặt Yên Cơ mang theo một dáng cười thành khẩn. Hơn nữa, Kiệt Sâm đại sư, người thân là linh dược sư, tiền cần dùng nhất định sẽ rất nhiều. Trên người tự nhiên cần một ít linh tệ để phòng thân, người cũng không cần từ chối. Đối với Yên Cơ mà nói, một chút linh tệ như vậy so với một vị linh dược đại sư như Kiệt Sâm thực sự không đáng để nhắc tới. Từ lúc Kiệt Sâm còn chưa thể hiện ra thực lực, Yên Cơ đối với Kiệt Sâm cũng đã rất hào sảng. Hôm nay sau khi biết rõ thực lực của Kiệt Sâm, Yên Cơ càng muốn dùng tất cả biện pháp đến Kiệt Sâm nhớ kỹ của mình. Bất kể là với tư cách bằng hữu hay vì gia tộc, Yên Cơ đều phải làm như vậy. Giống như nghĩ tới điều gì đó, Yên Cơ lại nói. Đúng rồi, Kiệt Sâm đại sư, tấm linh tạp này là thẻ khách quý do gia tộc bọn ta và Đại Lục Đạo Sâm Linh Tệ liên hợp lại đặc chế. Bằng vào tấm linh tạp này, người mua sắm bất kỳ thứ gì ở Áo Lợi Phất Thương Hội trên khắp Đại Lục đều được ưu tiên cung ứng. Hơn nữa, ký sổ còn có thể tiêu phí tổng danh ngạch không cao hơn 5.000 linh tệ ở bất kỳ một đạo sâm linh tệ nào mà không có bất cứ lãi suất nào. Kiệt Sâm ngẩn người, cúi đầu nhìn lại. Tấm linh tạp màu vàng trong tay quả nhiên khác biệt rất lớn với linh tạp bình thường. Trên đó có khắc tiêu chí của Áo Lợi Phất Thường Hội cùng với tiêu chí của Đại Lục Đạo Sâm Linh Tệ Hành. Đạo Sâm Linh Tệ với tư cách là một trong Đại Lục Tứ Đại Linh Tệ Hành Chi, linh tệ mà nó mở rộng khắp mỗi nơi nẻo đường trên Đại Lục, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Kiệt Sâm cũng không phải là loại người cổ hủ. Nếu Yên Cơ đã nói như vậy, Kiệt Sâm đương nhiên sẽ không sĩ diện cãi láo, trực tiếp thu tấm linh tạp kia vào trong không gian giới chỉ. Dù sao Yên Cơ nói không sai, với tư cách một gã linh dược sư, thứ cần tiêu tiền thật sự là rất nhiều. Lại nói tiếp, chức nghiệp được công nhận có tiền nhất trên Đại Lục, khẳng định không phải là linh dược sư thì không ai có thể hơn, mà chức nghiệp nghèo nhất trên Đại Lục cũng đồng dạng là linh dược sư.
tựa như Lỗ Đạo Phù đại sư nói hắn có tiền, đích thật là rất có tiền, có thể thoáng cái ném ra ngoài tiền tài có thể sánh được với toàn bộ tài sản của Lạp Đế Căn gia tộc. Vì học cách phối chế một loại linh dược tề mới, từng linh dược sư đều phải trải qua vô số lần thất bại. Hơn nữa, tài liệu của linh dược tề cao dài đều tương đối thừa thớt. Vì mua sắm tài liệu, không ít linh dược sư đều ăn mặc tiết kiệm, nhưng vẫn thật gấu vá vai, nghèo rớt mùng tơi. Một linh dược sư bình thường muốn chính thức phát triển lên vô ưu vô lo, có một gia tộc cường đại hoặc là tổ chức trèo trống tuyệt đối không thể thiếu được. Mà Lỗ Đạo Phu đại sư cũng là vì có sự ủng hộ của Lai Sâm Đặc Bệ Hạ nên mới giàu có như thế. Tựa như Kiệt Sâm, nếu như không phải là có Yên Cơ ủng hộ, Lai Sâm Đặc Bệ Hạ cũng tự mình tìm một quả lục giai kim hệ linh hạch cho hắn. Chỉ riêng tìm kiếm tài liệu giúp Lôi Nặc khôi phục thực lực thôi thì Kiệt Sâm cũng phải phí một phen công phu. Sau khi ngây người trong văn phòng của Yên Cơ một lát, Kiệt Sâm liền cáo từ với Yên Cơ. Nhìn qua bóng lưng của Kiệt Sâm, bóng lưng biến mất ở cuối hành lang, Yên Cơ khẽ đóng cửa, nhẹ nhàng sờ đôi gò má ẩn ẩn còn chút nóng hổi, không nhúc nhích ngồi ở trước bàn làm việc. Đôi mắt thâm thúy dừng lại hư không, cả người không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi trở lại nhà mình, sắc trời đã là trạng vạng tối, Khắc Lỗi Nhã đang tại thay Kiệt Sâm rửa sang lại căn phòng. À, Kiệt Sâm thiếu gia. Chứng kiến Kiệt Sâm, Khắc Lỗi Nhã vội vàng dừng tay, đứng người trên hành lễ. Khắc Lỗi Nhã, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần rồi, nhìn thấy ta không cần khách khí như thế. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Ở chung với Khắc Lỗi Nhã bao lâu như thế, Kiệt Sâm đối với thị nữ này rất chịu khó, cũng tương đối thỏa mãn. Bất quá có một điểm, Kiệt Sâm lại cảm thấy có chút im lặng. Khắc Lỗi Nhã này mỗi một lần nhìn thấy mình, vô luận đang làm gì, đều đứng dậy hành lễ. Kiệt Sâm đã nói với nàng rất nhiều lần, nhưng Khắc Lỗi Nhã này dù thế nào cũng sửa không có được. À, thiếu gia, ta đã biết. Khắc Lỗi Nhã cúi đầu, hai tay nắm lấy mép váy, như là một hài tử làm sai chuyện, trên mặt mang theo một tia ủy khuất. Chứng kiến bộ dạng này của Khắc Lỗi Nhã, Kiệt Sâm cũng không có cách nào. Hết chương 258, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 259, Hào Quang Hy Vọng. Vào ban đêm, Kiệt Sâm ăn xong cơm tối liền đi nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Kiệt Sâm đã gọi Vi Ân đến. Ta hiện giờ muốn đi phòng thí nghiệm, nhớ rõ hai ngày này trước khi ta đi ra, ai tới tìm cũng đừng có quấy rầy ta. Kiệt Sâm nghiêm túc nói với Vi Ân. Vi Ân bình thường tuy rằng làm việc tùy tiện, chơi bời lêu lổng, hôm nay lại thẳng tắp đứng trước mặt Kiệt Sâm, vô cùng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Từ trong ánh mắt của hắn, Kiệt Sâm thấy được một tia khẩn trương hiếm có. Trong lòng mỗi người đều có một mảnh cấm địa không dám chạm đến. Dù là người thần kinh vừa thô vừa to như Vi Ân, sau khi đoán được Kiệt Sâm muốn đi phòng thí nghiệm làm gì, thì hắn cũng là trở nên vô cùng nhu thuận. Sau khi Kiệt Sâm tiến vào trong thí nghiệm, Vi Ân trước kia không biết đã chạy đi đâu. Hôm nay lại thái độ khác thường, hệt như những bức tượng đá dựng trước mặt. Vào cửa phòng thí nghiệm của Kiệt Sâm không hề nhúc nhích, ngay cả bước chân cũng không hoạt động nửa phần. Kiệt Sâm đi vào chính là suốt một ngày một đêm, một mực đợi đến buổi sáng ngày hôm sau. Cửa phòng thí nghiệm vẫn luôn đóng chặt, lúc này mới két một tiếng mở ra. Kiệt Sâm! Vi Ân vẫn đứng ở cửa ra vào phòng thí nghiệm mạnh mẽ xoay người. Mặc dù mới chỉ một ngày một đêm không nghỉ ngơi, nhưng hắn cảm thấy trong ánh mắt của Kiệt Sâm ở trước mặt lại mang theo một tia mệt mỏi hiếm thấy. Vi Ân mím môi không nói gì, trong ánh mắt lại toát ra một tia chờ mong khó nói nên lời. Như thế nào? Không tin ta à? Kiệt Sâm cười cười, trên gương mặt mệt mỏi toát ra hào quang tự tin, sau đó thoáng một phát đã giơ tay lên. Ở trong tay phải của hắn, hai bình linh dược tề màu trắng dưới sự chiếu rọi của ánh nắng ban mai, chiết xạ ra hào quang động lòng người. Đó là hào quang của hy vọng. Vi Ân đột nhiên cảm thấy cái mũi đau xót, một loại tâm thần bất định khó tả cùng với cảm xúc cổ quái nhanh chóng lan tràn, lập tức chảy khắp toàn thân của hắn. Trở về nghỉ ngơi thật là tốt, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất đi. Ta cũng phải nghỉ ngơi một chút, buổi chiều ta sẽ lại đến tìm ngươi. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Vi Ân không nói gì, dứt khoát quay người, bóng lưng kiên định vô cùng. Sau giờ ngọ,
ánh mặt trời tuyệt đẹp xuyên qua cửa sổ, chiết xạ vào giữa phòng, để lại sắc thái phà tạp trên sàn gỗ đàn mộc. Từng góc của gian phòng đều được sửa sang sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nào. Tất cả vật phẩm đều đã được chuyển qua một bên, lộ ra cực kỳ khoáng đạt. Vị trí ở giữa gian phòng, hai người Kiệt Sâm và Vi Ân đều khoanh chân ngồi ở chỗ kia, ngừng mắt nhìn nhau. Sao? Chuẩn bị xong chưa? Thật lâu, Kiệt Sâm bật hơi lên tiếng. Hai bình linh dược tề màu trắng đã, sau một khắc, dĩ nhiên đã xuất hiện trong tay hắn. Trong mắt Vi Ân toát lên một tia cảm xúc không hiểu. Khẩn trương, vô cùng khẩn trương. Vi Ân cũng đã quên mất đã bao nhiêu năm rồi mình không khẩn trương như thế. Là 23 năm trước khi mới là cao cấp hoàng linh sư, hắn đã gặp phải bát giai linh thú u minh quỷ mãng trong linh sơn thú mặc. Hay là 20 năm trước, lúc trùng kích bát giai đế linh sư. Đối với hắn, một lế linh sư bị phong ấn hơn 10 năm như hắn từ sau khi theo Kiệt Sâm, hắn vẫn một lòng muốn giải trừ phong ấn. Ngay từ đầu, hắn đối với Kiệt Sâm chỉ ôm thái độ bán tín bán nghi, rồi lại hy vọng là thật sự. Nhưng sau đó, theo ngày càng hiểu rõ Kiệt Sâm, trong nội tâm Vi Ân đối với Kiệt Sâm cũng càng tin tưởng vững chắc hơn. Ngày hôm nay, rốt cuộc đã tới. Nhưng vào giờ phút này, hắn ngoài trừ khẩn trương ra còn có tâm thần bất định, thậm chí còn sợ hãi. Hy vọng ở ngay trước mắt, nhưng hắn lại ẩn ẩn sợ hãi sẽ thất bại mất, sợ hãi 10 năm này, lần hy vọng duy nhất này cũng sẽ tàn vỡ. Như thế nào? Vẫn không tin ta à? Kiệt Sâm mỉm cười, nhàn nhạt nhìn qua Vi Ân. Một câu rất đơn giản, một biểu lộ rất bình thường lại khiến lòng Vi Ân dậy sóng. Ở với Kiệt Sâm càng lâu, hắn lại càng nhìn rõ gia hỏa chỉ mới là thiếu niên này vô luận chuyện gì xảy ra, vô luận phải đối mặt với nan đề gì. Vi Ân vẫn chưa từng từ trong mắt tên gia hỏa vẫn chỉ là thiếu niên này nhìn thấy sự lùi bước và sợ hãi, dù chỉ là một chút. Phảng phất hắn trời sinh đã không biết sợ là cái gì. Vậy thiếu niên này, vô luận là lúc nào, đều có thể mang đến cho người tin tưởng thật lớn. Chỉ cần có hắn ở đây, trên đời này, tự hồ không có nan đề gì không có giải quyết được. Ngươi, lui xuống. Ngươi đang sợ hãi. Đúng là ngươi đang sợ hãi. Gian khổ trong 10 năm nay khiến ngươi không dám đối mặt với thực tế. Đế linh sư lúc trước không sợ trời không sợ đất, tung hoành thiên hạ kia tột đùng đi nơi nào rồi? Vi Ân tự hỏi trong lòng. Đúng vậy. Mình chẳng lẽ còn không tin hắn sao? Mình chẳng lẽ còn sợ cái gì? Không. Đáy lòng Vi Ân phát ra một tiếng hò hét. Sau đó trùng trùng điệp điệp hít một hơi, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia kiên nghị. Người uống lọ thuốc này trước, sau đó lại uống lọ này. Kiệt Sâm đặt hai bình linh dược tề vào trong tay của Vi Ân. Vi Ân gật gật đầu, dựa theo phân phó của Kiệt Sâm uống vào hai bình linh dược tề. Một cỗ lực lượng vô cùng nhu hòa lập tức lan tràn trong tứ chi bách hải của Vi Ân. Kiệt Sâm bắt đầu nhắm mắt lại, hai tay chống đỡ trên người của Vi Ân. Một cỗ linh lực trong chốc lát tiến vào trong cơ thể của Vi Ân, quan sát khống chế trong cơ thể của hắn. Dưới sự ảnh hưởng của linh thức Kiệt Sâm, dược lực của hai bình linh dược tề trong cơ thể Vi Ân lập tức dọc theo thân thể Vi Ân vận hành đến phía bộ não. Một tia lực lượng quan hệ trắng nõn dần dần tiến vào trong không tinh thần hải của Vi Ân, cũng tiếp xúc với toàn linh thần lực ở sương mù màu đen và chất lỏng hóa của Vi Ân. Cửu hận nguyền rủa này thuộc về hắc ám quyền rủa, là bản chất lực lượng của nó cũng là ám thuộc tính, mà một loại linh dược tề Kiệt Sâm cho Vi Ân phục dụng đúng là một loại quan hệ linh dược tề chuyên môn, loại trừ lực lượng ám thuộc tính. Hai loại lực lượng sau khi tiếp xúc trên không tinh thần hải của Vi Ân lập tức suy tản rã. Thân thể của Vi Ân chấn động mạnh, trong miệng kêu rên, gắt gao cắn răng, trên trán thoáng phút chốc đã có đại lượng mồ hôi. Nhưng mà Kiệt Sâm lại hồn nhiên không để ý, chỉ dùng linh thức khống chế lấy linh lực của linh dược tề quang hệ kia không ngừng giao hòa một chỗ với sương mù màu đen. Hai loại lực lượng chính phụ tương để khiến lẫn nhau tàn rã rất nhanh, đoàn sương mù màu đen trong đầu Vi Ân đã rút nhỏ một vòng lớn. Đau nhức vô cùng kịch liệt. Vi Ân chỉ cảm thấy đầu của mình tựa như muốn nổ tung, cái trán nổi lên gân xanh, toàn thân cũng không nhịn được co rút run rẩy. Nhưng hắn lại không rên một tiếng, dùng sức cắn răng. Sức lực lớn khiến cho lợi đều vỡ tan, một tia máu tươi dọc theo khóe miệng của hắn lăn chảy xuống. Hết chương 259, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.
Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ truyện audio VV, MC Annie. Chương 260, Linh hồn thủ hộ chi lực. Cũng không biết là đã qua bao lâu, dưới sự khống chế của linh thức Kiệt Sâm, hai loại lực lượng trái ngược nhau giao hòa biến mất. Sương mù màu đen trong đầu của Vi Ân tất cả đều đã bị loại trừ hầu như không còn. Nhưng có một cỗ lực lượng trong sông, mỏng như một cái màu đen lại lộ ra sau khi sương mù màu đen kia tiêu tán. Cỗ lực lượng trong suốt này cực kỳ cường đại, quan hệ dực lượng không cần phải có thời gian dần dần qua đi mới có thể đục khoét được một chút. Kiệt Sâm biết rõ, đây chính là linh hồn chi lực trong cừu hận nguyền rủa mà đế linh sư kia lưu lại. Linh hồn chi lực, trên thực tế chính là bản thăng hoa của tinh thần lực. Sau khi một linh sư đạt tới cửu giai thánh linh sư, tinh thần lực trong cơ thể hắn sẽ từ từ lột xác thành một phần nhỏ linh hồn chi lực. Mà khi cửu giai thánh linh sư đột phá lên thập giai linh thần, tinh thần lực trong cơ thể hắn sẽ toàn bộ lột xác thành linh hồn chi lực. Linh thức cũng sẽ trở thành thần thức trong truyền thuyết. Nói như vậy, một cao cấp đế linh sư không thể nào có được linh hồn chi lực. Nhưng cửu hận nguyền rủa này chính là do đế linh sư ám hệ cao cấp nhất trước kia khi chết, lập tức truyền đến linh hồn tiêu tán, liền thi triển ra nguyền rủa, lúc này mới ngang theo một tia linh hồn chi lực. Tựa hồ biết rõ sự đáng sợ của quan hệ lực lượng kia, vốn linh hồn chi lực vốn đang mạnh mẽ công kích quan hệ lực lượng, bỗng mạnh mẽ ngừng công kích, đánh tới tinh thần lực hóa lỏng trên không tinh thần hải dương của Vi Ân. Hãy ngăn nó lại! Kiệt Sâm thốt lên phát lực, linh thức khống chế lấy quang lực kia lập tức hóa thành vô số đạo lưu quang, muốn cản lại đạo linh hồn chi lực kia. Tuy rằng linh hồn chi lực này chỉ có một tia, nhưng với tư cách là bản thăng hoa của tinh thần lực, do tinh thần lực hóa lỏng ngũ giai bản lan trên không tinh thần hải dương của Vi Ân, nếu thực sự bị đụng trúng sẽ lập tức nghiền nát tàn rã, mà Vi Ân cũng sẽ lập tức tử vong. Nhưng tốc độ của linh hồn chi lực kia thật sự là quá nhanh, dù Kiệt Sâm sử xuất ra tất cả vốn liếng cũng không thể ngăn nó lại. Đạo linh hồn lực chi lực kia chỉ một thoáng như sao chổi đụng địa cầu, đâm vào mặt ngoài tinh thần lực hóa lỏng. Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một tầng năng lượng chấn động kỳ dị xuất hiện ở trong đầu Vi Ân, trực tiếp chắn bên ngoài tinh thần lực hóa lỏng của Vi Ân, ngăn linh hồn chi lực ở bên kia. Cỗ lực lượng thần bí này đúng là một lọ linh dược tề khác với Vi Ân đã từng uống vào lúc trước, đó là linh hồn thủ hộ dược tề do Kiệt Sâm dùng hồn ấn chi thạch làm thủ tài liệu chế biến ra. Linh hồn chi lực phát hiện một kích động không trúng, lập tức dương nanh vuốt, điên cuồng tán loạn trong cơ thể của Vi Ân, nhưng vô luận nó sống tới đầu, tiền năng lượng kỳ dị kia chung quy đều có thể ngăn hắn lại. Linh hồn chi lực bị lực lượng kỳ dị kia bao vây chặn đánh, trong nháy mắt đã không còn chỗ dung thân trong cơ thể của Vi Ân nữa. Mà trong tinh thần hải của Vi Ân vốn là một mảnh tịch mịch, sau khi sương mù đen và linh hồn lực biến mất, lập tức chậm rãi vận chuyển. Một tia tinh thần lực lan tràn đến toàn thân của Vi Ân, linh lực đã lặng yên hơn 10 năm trong cơ thể của Vi Ân cũng dần bắt đầu sinh động. Sau đó cùng nhau truy kích tia linh hồn lực chi lực kia. Xem ngươi sẽ chạy đi đâu. Rốt cục tia linh hồn lực kia cuối cùng cũng bị dồn đến một góc trong cơ thể của Vi Ân. Ngay khi Kiệt Sâm đang chuẩn bị khống chế quang hệ lực lượng kia để tiêu diệt linh hồn lực thì nó bỗng hóa thành một đạo lưu quang phát tán thân thể của Vi Ân. Dọc theo hai cánh tay của Kiệt Sâm thoáng một phát chui vào trong thân thể của Kiệt Sâm, sau đó hệt như tia chớp đánh vào trong óc của Kiệt Sâm. Hơ, không tốt! Hai mắt Vi Ân thoáng chốc hiện mở ra, toát ra một cỗ hào quang vô cùng kinh hãi. Trong cơ thể Kiệt Sâm cũng không có linh hồn thủ hộ chi lực do hồn ấn chi thạch chuyển hóa thành. Thấy tu vị tam giai cấp thấp của Kiệt Sâm hiện giờ, tia linh hồn chi lực này tuyệt đối có thể lập tức khiến tinh thần hải dương của Kiệt Sâm sụp đổ. Tìm Vi Ân thoáng cái nhảy lên cổ họng, toàn thân tóc gáy dựng thẳng, thần sắc hoảng sợ gần chết. Muốn chết! Trong tốc độ ánh sáng, đáy lòng Kiệt Sâm bỗng phát ra một tiếng quát lớn, não bộ tinh thần hải dương lập tức bành trướng mãnh liệt như biển gầm. Một cỗ linh lực chấn động vô cùng cường đại lập tức từ trong tinh thần hải dương trong đầu hắn khuếch tán mà ra, đánh cho lão linh hồn lực kia trong phút chốc trở nên nát bấy, không còn thấy gì. Kiệt Sâm kiếp trước thân là cửu giai linh dược thánh sư, linh hồn chi lực bản thân vô cùng cường đại. Linh hồn sau khi sống lại dung hợp với linh hồn vốn có của thân thể này, hơn nữa lại hấp thu được linh tâm của cửu đầu khủng, cụ huyễn yêu, đã lấy được linh hoàn của nó.
Cửu đầu khủng cụ huyễn yêu này ban đầu không có lực lượng gì, mạnh nhất chính là linh hồn công kích. Sự cường đại của linh hồn chi lực so với một gã cường giả cửu giai đỉnh phong thánh sư. Dưới sự kết hợp thứ ba này, linh hồn chi lực của Kiệt Sâm đã cường đại đến một tình trạng cực kỳ khủng bố. Một cái linh hồn lạc ấn nho nhỏ do bát giai cao cấp đế linh sư lưu lại trước khi chết thì làm sao có thể tổn thương được Kiệt Sâm. Trên thực tế, lấy cường độ linh hồn lực của Kiệt Sâm hiện giờ, tinh thần công kích bình thường đều đã vô pháp vô phương với hắn. Mà Vi Ân, ở một bên không biết tình huống trong cơ thể của Kiệt Sâm, mặt mũi đã tràn đầy lo lắng, toàn thân lạnh toát. Đột ngột, một đạo linh thức chấn động chợt lóe lên bên ngoài thân thể của Kiệt Sâm, chợt hai con ngươi sáng ngời của Kiệt Sâm mở ra. Kiệt Sâm, người không có việc gì. Vi Ân vô cùng kích động bắt lấy hai tay của Kiệt Sâm, trong ánh mắt toát ra thần sắc mừng rỡ vạn phần. Lúc trước, ngay cả linh hồn chi lực tiến vào trong cơ thể của Kiệt Sâm, Vi Ân liền cảm thấy như mình lọt vào hầm băng, toàn thân sợ hãi lạnh như băng. Trong nháy mắt đó, trong nội tâm của Vi Ân thậm chí tràn đầy tuyệt vọng. Ta tự nhiên không có việc gì. Kiệt Sâm mỉm cười. Cái kia... Vi Ân phục hồi tinh thần lại từ trong mừng rỡ, lập tức trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang không thể tưởng tượng. Đây chính là linh hồn công kích mà ngay cả hắn đã từng là bát giai cao cấp đế linh sư cũng không thể chống cự được. Nhưng Kiệt Sâm này tại sao lại có cảm giác như không hề có việc gì? Cái này... Trên mặt Vi Ân tràn đầy khiếp sợ và nghi hoặc. Chút linh hồn chi lực nho nhỏ kia đối với ta mà nói căn bản không tính là cái gì cả đâu. Kiệt Sâm không quan tâm, khoát tay áo, lập tức dò hỏi. Này đúng rồi, người bây giờ cảm thấy như thế nào? Nếu như đạo linh hồn chi lực kia vẫn là một mực rừng trong thân thể của Vi Ân, Kiệt Sâm muốn dùng quang hệ lực lượng hoàn toàn tiêu hao hết nó, chỉ sợ không thể thành công trong khoảng thời gian ngắn được. Hết chương 260, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV MC Annie, chương 261, bát giai đế linh sư. Không nghĩ tới tia linh hồn lực kia chỉ vì chạy thục mạng lại thoáng cái tiến nhập vào trong cơ thể mình, còn muốn công kích tinh thần hải dương của mình nữa, vậy thì chẳng khác nào tự tìm chết. Vi Ân không khỏi sững sờ, lúc trước dưới tình huống cực Kiệt Sâm đang vô cùng nguy hiểm, Vi Ân cũng đã quên mất chuyện khôi phục thực lực của chính mình. Trải qua Kiệt Sâm nhắc nhở như thế, lúc này hắn mới hồi phục tinh thần, bắt đầu nhắm mắt quan sát thân thể. Giọt nước tinh thần lực ngũ giai thải ban nãy vốn là bị cừu hận nguyền rủa bao phủ, giờ phút này đang không ngừng chuyển động trên không trung tinh thần hải dương. Một tia tinh thần lực theo thời gian dần dần tản mát, lan tràn đến từng góc trong cơ thể của Vi Ân, mà linh lực cường đại đã tĩnh mịch trong cơ thể của Vi Ân hơn 10 năm, lâu đã dần dần thức tỉnh, sau đó chậm rãi vận chuyển trong kinh mạch của các nơi trong cơ thể của Vi Ân. Nếu như nói trong cơ thể của Vi Ân vốn là một thế giới bị băng phong, vậy thì hôm nay thế giới băng phong kia thực sự theo linh thức của tinh thần lực Vi Ân quả thật giống như là mùa xuân đã đến, dần dần tỏa ra tàn rã, tỏa sáng ra cơ, sinh cơ cường đại. Vi Ân từng chút khống chế lấy linh lực trong cơ thể, chậm rãi vận chuyển theo trình tự trong kinh mạch. Trong phòng, theo Vi Ân dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, hào khí cũng dần trở nên im lặng lại. Không khí an tĩnh, giằng co ước chừng nửa canh giờ. Đột ngột, oanh! Một đạo năng lực chấn động cự đại mạnh mẽ trùng kích mà ra từ mặt ngoài cơ thể của Vi Ân, trong không khí tỏa thành một đạo năng lực rung động rõ ràng, lan tràn đến mỗi một góc trong phòng. Kiệt Sâm cảm thấy nhiệt độ trong không khí lập tức giảm xuống hơn 10 độ, một cỗ rét lạnh thấu xương đập vào mặt. Ngoài thân thể và trong chốc lát hiện lên một đạo linh lực chấn động, thủ hộ ở chung quanh. Dù là như thế, Kiệt Sâm dưới cổ năng lượng rung động này vô tình trùng kích xuống, vẫn không khỏi cảm thấy toàn thân run rẩy, hàm răng phát run. Tạch tạch tạch. Mặt ngoài của tất cả vật thể trong gian phòng đều kết thành một tầng băng sương rậm rạp. Nhưng vào lúc này, đôi mắt vốn nhắm chặt của Vi Ân cũng mạnh mẽ mở ra, tình quang từ trong con ngươi giống như thực chất bắn ra ngoài, một cổ khí thế hùng hãn lạnh như băng giống như sư tử thức tỉnh vậy. Bạo phát trong cơ thể đã bị đè nén hơn 10 năm.
Ta Vi Ân cúi đầu ngưng mắt nhìn qua hai tay mình, thần sắc thật giật mình. Trong lúc đó, Vi Ân mạnh mẽ ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên rủa chết tiệt kia, rốt cục cũng xéo đi rồi, lão phu đã trở lại thành đế linh sư. Trong tiếng cười điên dại, trong hai tròng mắt Vi Ân không tự giác được nhảy xuống một hàng thanh lệ. Oanh! Thân hình Vi Ân bỗng dừng tăng vọt, thoáng chốc hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời. Nóc nhà bằng gỗ lập tức bạo liệt, xuất hiện một cái động lớn, mà thân hình Vi Ân cũng lập tức biến mất trên bầu trời. Lực lượng gì thế? Mạnh đến như vậy! Ở trong tiểu viện của chỗ sâu nhất trong phủ đệ thác Đức gia tộc, La Từ Đặc đang nhắm mắt tu luyện bỗng nhiên mở bừng ra, chau mày, trong ánh mắt loáng ra một đạo hàn quang vô cùng kinh hãi. Nhưng mà đến khi hắn muốn thần cẩn thận tìm kiếm nơi nào phát ra cổ lực lượng kia thì lại phát hiện dù thế nào cũng không thể tìm thấy. Mà ở trên luận võ tràng của Vương Tràng, hai người Lôi Nặc và Đế Lâm vốn đang luận bàn với nhau cũng mạnh mẽ ngưng thân ảnh của mình, ánh mắt đồng thời nhìn phía sau chân trời, lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Hả? Cái lực lượng này... Hai người thì thào to nhỏ, nhưng chờ đến khi bọn hắn tiếp tục cảm thụ thì lại phát hiện cổ lực lượng kia dường như chưa từng xuất hiện, lập tức biến mất không còn thấy đâu. Cũng trong nháy mắt, vài tên cường giả trong vương thành đều đồng thời cảm nhận được cổ lực lượng này, nhưng cũng đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều không thể cảm hứng được cổ lực lượng này là đến từ phương nào. Trong phòng, Kiệt Sâm lạnh nhếch miệng, nhìn có cái lỗ lớn xuất hiện trên nóc nhà, trong nội tâm không khỏi im lặng vài phần. Vi Ân này thật sự là quá hư không tưởng tượng nổi nha. Vừa mới khôi phục thực lực đã phá hủy mất gian phòng của ta. Không đợi Kiệt Sâm phát xong bực tức, một đạo thân ảnh từ trong cái lỗ lớn kia chui xuống đáp trước mặt Kiệt Sâm, lạnh lùng nhìn chăm chú Kiệt Sâm trước mặt, vẫn không nhúc nhích. Đúng là Vi Ân lúc trước biến mất tại phía chân trời, không biết chạy đi đâu. Phanh! Ngay khi trong nội tâm Kiệt Sâm đang kinh ngạc thì Vi Ân lại mạnh mẽ quỳ gối xuống trước mặt Kiệt Sâm, sau đó đùng đùng đùng, trùng trùng điệp điệp đập đầu ba cái. Người, đây là... Kiệt Sâm vội vàng muốn nâng Vi Ân dậy, nhưng thấy thực lực bát giai đế linh sư của Vi Ân, Kiệt Sâm tuy rằng lợi hại nhưng sao có thể lay chuyển hắn. Vi Ân ngẩng đầu, ngóng nhìn Kiệt Sâm, trong ánh mắt vô cùng cảm kích và ngưng trọng. Kiệt Sâm thiếu gia, ta là người khôi phục thực lực cho Vi Ân. Cái mạng này của Vi Ân chính là của ngươi. Từ nay về sau, Vi Ân nguyện theo ngươi bên cạnh ngươi, làm tùy tùng cho ngươi. Sông pha khói lửa, quyết không chối từ. Vi Ân thanh âm vô cùng kiên định, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Cảm kích, giờ phút này trong lòng Vi Ân chính là vô cùng cảm kích. Ngay từ đầu Vi Ân đi theo Kiệt Sâm vào thác Đức gia tộc chỉ là bởi vì lời của Kiệt Sâm khiến cho trong nội tâm của Vi Ân có một tia hy vọng mà thôi. Bởi vậy Vi Ân ở trong thác Đức gia tộc vô cùng tản mạn. Nhưng mà trên người của Kiệt Sâm lại có một loại mị lực khó tả. Theo thời gian ở chung với Kiệt Sâm càng ngày càng dài, không tự giác, Vi Ân dần dần đã coi mình là quản gia, thậm chí là thị vệ của Kiệt Sâm. Lần kia, lúc Kiệt Sâm bị tập kích ở trong hẻm nhỏ, đại não của Vi Ân căn bản không hề suy nghĩ. Vào lúc Kiệt Sâm gặp nguy cơ, hắn đã trực tiếp bay ra chắn trước mặt của Kiệt Sâm, dùng thân thể huyết nhục của mình để cản đạo kiếm quang kia tia lại. Sau đó, Vi Ân cũng không thể tin được, một người đã từng là đế linh sư như mình rõ ràng lại làm ra chuyện như vậy. Trong mười mấy năm qua, Vi Ân mỗi ngày đều trải qua thời gian sống không bằng chết, nhận hết tất cả chế giễu và cười nhạo của nhân gian, trái tim cao ngạo. Tuy rằng lộ ra một mực vẫn không khuất phục, không muốn buông đi tôn nghiêm và kiêu ngạo đã từng thuộc về một đế linh sư như hắn. Nhưng trên thực tế, sau khi biết được mình cơ hồ không thể nào có khả năng khôi phục lại được, lòng của hắn một mực không dám đối mặt với hiện thực tàn khốc, trải qua sinh hoạt như một cái xác không hồn, rời xa quê quán, lang thang chiếm khắp đại lục. Tất cả mọi người đều coi hắn là một trò cười, tùy ý cười nhạo và đánh đập, chỉ có Kiệt Sâm mà thôi. Từ sau khi theo Kiệt Sâm, hắn mới lại một lần nữa được trải qua thời gian an nhàn. Lòng của hắn cũng dần bình lặng trở lại. Hết chương 261, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư.
Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV MC Annie, chương 262, xuất phát Linh Dược Sư Đại Hội. Mà hôm nay, hắn rốt cục đã trở về rồi, mà đối với Kiệt Sâm đã cho mình tánh mạng thứ hai này. Vì ân đền làm ra một quyết định quan trọng nhất đối với cuộc sống sau này của hắn, trung tâm trở thành người hầu của Kiệt Sâm, quên mình phục vụ để báo đáp Kiệt Sâm. Trải qua nhiều như vậy, Vi Ân sớm đã nhìn thấu thế giới này rồi. Hắn lúc tuổi trẻ từng bộc lộ phong mang, hôm nay học biết cách thu liễm phong mang của mình, nhưng hắn hiện giờ lại càng thêm nguy hiểm hơn trước. Kiệt Sâm kinh ngạc nhìn Vi Ân trước mặt, nhìn đôi mắt tràn ngập kiên định của Vi Ân, suy nghĩ của Kiệt Sâm không khỏi xuyên việt thời không, về tới 3.000 năm sau. Hắn năm đó cũng được nhiều người tùy tùng có ánh mắt kiên định như vậy, nhưng mà thật đáng buồn. Chính là không có một bằng hữu nào có thể chân thành với hắn. Có vài người muốn có mối quan hệ vô cùng tốt với hắn, nhưng sau khi đời trước của hắn thành tựu cửu giai linh dực thánh sư, quan hệ lẫn nhau cũng đã có một tia biến hóa đặc thù. Trong cái thế giới thực lực vi tôn này, địa vị lẫn nhau lại là trọng yếu như thế. Vi Ân, kỳ thật ngươi không cần phải làm như thế. Kiệt Sâm không khỏi cảm thán lên tiếng. Vi Ân kiên định lắc đầu. Kiệt Sâm liền không nói gì nữa. Loại cường giả tấn giai đến bát giai đế linh sư như Vi Ân, tâm trí bình thường đều cực kỳ kiên định. Một khi đã hạ quyết tâm, người khác rất khó dao động. Kiệt Sâm thiếu gia, thực lực của ta hiện giờ đã thoái hóa đến cảnh giới đế linh sư cấp thấp. Nếu như không có việc gì thì gần đây ta muốn tu luyện một chút, khiến thực lực của mình lại được lần nữa nâng lên. Vi Ân lên tiếng nói. Kiệt Sâm gật gật đầu. Tình huống thân thể của Vi Ân lúc trước hắn cũng nhìn thấy, bởi vì bị phong ấn trong 10 năm nay nên khiến cho linh lực của hắn vẫn một mực thoái hóa. Tuy rằng hiện giờ phong ấn bị cởi bỏ nên hắn trở thành đế linh sư cấp thấp, nhưng chỉ cần tu luyện trong một thời gian ngắn thôi là có thể tăng lên lại rất nhanh. Dù sao hắn cũng đã từng là đế linh sư cao giai, vậy nên sẽ không gặp phải bình cảnh gì. Trong những ngày tiếp theo, hai người Vi Ân và Kiệt Sâm đều không bước chân ra khỏi nhà, im im lặng lặng ở trong phòng của từng người tu luyện. Ngày hôm sau khi Vi Ân ra khôi phục thực lực, Lai Sâm Đặc Bệ Hạ của Áo Lan Đa Vương Quốc đã nhận được một phần tình báo, nói là tự hồ có một gã cường giả thần bí ngày hôm qua xuất hiện ở phụ cận một tòa núi hoang cách Vương Thành không xa. Lai Sâm Đặc nhận được tình báo lúc này đến phái Đế Lâm tiến đến phía trước để điều tra, đợi đến lúc Đế Lâm đuổi tới núi hoang kia thì lại thoáng cái sợ ngây cả người. Tòa núi này vốn vô cùng không lớn, đỉnh núi loạn thạch đá lởm chởm như bị người nào đó dùng một kiếm chém bay, lộ ra một bình dài phóng khoáng. Một tầng băng sương dày đặc ngưng kết trên đỉnh núi, hàn khí lạnh như băng khiến cây cối trong phạm vi vài dặm chung quanh tất cả đều héo rũ tử vong, một mảnh hoang vu. Cái này, hả, hình như là băng lệ linh lực à? Chẳng lẽ là do cường giả thần bí phát ra lực lượng cường đại hôm qua tạo thành hay sao? Thật là khủng khiếp. Đế Lâm cảm thụ được linh nguyên tố chấn động hồng đậm chung quanh nồng đậm, trên mặt lộ ra một tia ngưng động. Có thể một kích đánh bay một ngọn núi, thực sự như vậy là quá kinh khủng. Coi như là một hoàng linh sư cấp thấp như hắn cũng căn bản không có cách nào làm được. Trong mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Vương Thành đều ở trong phòng xâm nghiêm, Lai Sâm Đặc Bệ Hạ cũng dừng lại trong vương cung không bước ra ngoài nửa bước. Những người khởi xướng ra chuyện này lại là Vi Ân, lại lặng yên ngồi tu luyện trong phòng của mình. Thời gian từng ngày trôi qua, rốt cục đã tới lúc xuất phát đi tham gia Linh Dược Sư Đại Hội. Buổi tối trước phải tham gia đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân do Lai Sâm Đặc Bệ Hạ cử hành ở Hoàng Cung. Sáng sớm ngày thứ hai, một đoàn xe đại quy mô tập hợp của Nam Vương Thành lập tức dưới sự tiễn đưa của Lai Sâm Đặc Bệ Hạ cùng với chư vị đại thần, đoàn xe đã nhanh chóng rời ra khỏi Vương Thành Khoa Nhĩ Đốn của Áo Lan Đa Vương Quốc, hướng về Vương Quốc tổ chức Linh Dược Sư Đại Hội lần này, Đông Thăng Vương Quốc. Đây là một đoàn xe vượt quá 100 người. Từng hộ vệ trong đội xe đều là cao thủ được tuyển chọn ra từ đội cung đình của Hoàng gia và Linh Sư Đoàn của Áo Lan Đa Vương Quốc. Cho dù là một sa phu đánh xe thôi, cũng có được tu vị không thua gì linh sư tam giai cao cấp. Mà người phụ trách hộ tống đoàn xe lần này tự nhiên là Hoàng Linh Sư Đế Lâm, thất giai, cấp thấp, có danh xưng là Áo Lan Đa Vương Quốc đệ nhất cao thủ. Ngoại trừ những hộ vệ này ra, còn lại chính là những người tham dự Linh Dược Sư Đại Hội lần này. Ngoại trừ Lỗ Đạo Phu Đại Sư ra,
còn có gần 10 tên linh dược sư từ 30 tuổi trở xuống. Bọn hắn chính là những người đại biểu cho áo Landa Vương quốc tham gia linh dược sư đại hội 4 năm một lần này, tranh lấy một phần danh dự cho áo Landa Vương quốc. Linh dược sư đại hội do Tây Bắc Trừ Quốc cử hành. Tuyển thủ dự thi phải là linh dược sư trẻ tuổi từ 30 tuổi trở xuống. Ban giám khảo toàn là do chủ tịch linh dược sư của ngũ đại cường quốc trong Tây Bắc Trừ Quốc tạo thành. Mà áo Landa Vương quốc với tư cách là một trong Tây Bắc ngũ đại cường quốc, Lỗ Đạo Phu đại sư tự nhiên cũng là một trong các giám khảo. Sau khi đội ngũ vừa rời khỏi Vương Thành, Kiệt Sâm liền một người chui vào trong xe ngựa của mình. Tuy rằng Lai Sâm Đặc Bệ Hạ muốn bổ nhiệm hắn làm lĩnh đội lần này, nhưng bị Kiệt Sâm tặng cho Lỗ Đạo Phu. Kiệt Sâm hiện giờ cũng không có nhiều thời gian rảnh để quản lý đội ngũ gì cả. Đáp ứng Lai Sâm Đặc đi tham gia linh dược sư đại hội lần này cũng là rất nể tình. Lần này xuất hành, Kiệt Sâm chỉ dẫn theo hai người Vi Ân và Khắc Lôi Nhã. Lôi Nặc vẫn muốn cùng đi theo nhưng cuối cùng vẫn bị dùng lý do có Đế Lâm ở đó thì sợ gì nữa, mới khuyên can được Lôi Nặc. Bất quá Lôi Nặc và tất cả mọi người đều không biết, chỉ cần có Vi Ân ở đây, toàn bộ Tây Bắc Trừ Quốc không ai có thể uy hiếp được tánh mạng của Kiệt Sâm. Dù sao, đệ nhất cao thủ của Nặc tuy Duy Tư Cơ của Uy Tư Vương quốc, vốn là vương quốc có thực lực cường đại nhất trong ngũ đại vương quốc, cũng mới chỉ là một gã trung cấp hoàng linh sư. Trong khí trời tháng tư đã ẩn ẩn một loại cảm giác nóng bức. Sáng sớm, mặt trời đèn mọc lên từ phương đông, bao trùm cả một mảnh lục ôn địa. Sau khi trải qua gần 10 ngày đi đường, đoàn xe của bọn người Kiệt Sâm rốt cục cũng đã đến được vương thành Tạp Mai Lạp của Đông Thăng Vương quốc, trước linh dược sư đại hội được tổ chức 2 ngày. Thời gian Đông Thăng Vương quốc kiến nhập cũng không kém gì so với áo Landa Vương quốc nhiều lắm. Từ sau khi cuột khởi mấy trăm năm trước, vẫn là có một ngũ giai đại cường quốc Tây Bắc Trừ Quốc, mà Tạp Mai Lạp với tư cách là vương thành của Đông Thăng Vương quốc, đó cũng là một trong mấy thành phố lớn nhất trong Tây Bắc Trừ Quốc. Hết chương 262, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 263, Ngả Đệ Ti Công Chúa. Đông Thăng Vương quốc với tư cách là tổ gia tổ chức linh dược sư đại hội lần này, từ một năm trước nó đã chuẩn bị cho linh dược sư đại hội rồi. Mà trong hơn một tháng trước, toàn bộ vương thành đều bắt đầu giới nghiêm. Đám thành vệ quân thủ vệ của cửa thành nguyên một đám mặc áo giáp, thần sắc hưu hãn nhìn chăm chú lên từng người vào thành. Đoàn xe khổng lồ như của bọn Kiệt Sâm đi tới dưới thành, tự nhiên sẽ dẫn tới đám quân vệ quân y chú ý. Lúc này lập tức có người tiến lên đề ra nghi vấn. Vì để lưu lại ấn tượng tốt cho các nước lần cận tới tham dự linh dược sư đại hội, đám thành vệ quân này tinh thần diện mạo tất cả đều tinh khí 10 phần, coi như là đối mặt với bình dân thì lúc nói chuyện cũng không ngang ngược chút nào. Mà sau khi thấy trong đội xe này tất cả đều là cao thủ, thì thái độ của thành vệ quân tuy rằng có chút cung kính, nhưng trong ngôn ngữ lại không có kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Tất có phong phạm của một đại quốc, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện máu chó như một ít thành vệ quân ở các thành ương ngạnh vơ vét tài sản xảy ra. Sau khi biết được bọn người Lỗ Đạo Phu là đội đại biểu cho áo Landa Vương quốc tới tham gia linh dược sư đại hội, trưởng quan thành vệ quân hỏi thăm kia, lúc này liền phái hai gã thành vệ quân hướng dẫn phía trước, dẫn bọn người Lỗ Đạo Phu đến nơi vương quốc triều đãi. Dưới sự hướng dẫn của hai gã thành vệ quân kia, đoàn xe của Kiệt Sâm một đường thông suốt, cũng không bị kiểm tra lần nữa, dọc theo đại độ trong kinh thành một đường đi về phía trước. Không lâu sau, một tòa phủ đệ to lớn đồ sộ đến trước mặt của Kiệt Sâm, đây là nơi mà Đông Thăng Vương quốc chuyên môn dùng để tiếp đãi ngoại tân. Bọn người Lỗ Đạo Phu với tư cách là đội linh dược sư đại biểu cho áo Landa Vương quốc, hưởng thụ tự nhiên là theo quy cách cấp thấp rồi. Rất nhanh, thị vệ trong phủ đệ liền dẫn bọn họ Lỗ Đạo Phu vào trong một trang viên xa hoa. Toàn bộ trang viên chiếm diện tích rất lớn, khí thế rộng rãi, mang đến cho người một cảm giác nguy nga phồn vinh mạnh mẽ. Hơn nữa tài liệu cực kỳ mới, thoạt nhiên tựa hồ như là Đông Thăng Vương quốc cố ý vì linh dược sư đại hội này mà xây nên. À, Kiệt Sâm à, căn phòng này ngươi cứ ở đi. Đế Lâm, ngươi ở gian phòng bên này. Ngả Lệ Ti, ngươi và những người khác cũng ở gian phòng bên cạnh. Lỗ Đạo Phu đơn giản nhìn trang viên một chút liền an bài xuống.
Trong trang viên tổng cộng có 3 chủ gian xa hoa, dĩ nhiên là do 3 người Kiệt Sâm, Lỗ Đạo Phu cùng với Đế Lâm cư ngụ. Cái này khiến cho đám linh dược sư khác trong hội ghen ghét đỏ mắt không thôi. Phải biết rằng, Ngạ Lệ Ti chính là công chúa của Áo Lan Đa Vương quốc, thế mà cũng không thể ở trong gian phòng xa hoa. Tiểu tử này dựa vào cái gì? Trên thực tế, trên đường đi, đám linh dược sư của vương quốc này đã có chút bất mãn với Kiệt Sâm rồi. Những linh dược sư này có thể được Áo Lan Đa Vương quốc tuyển ra là để đại biểu cho Áo Lan Đa Vương quốc tham gia linh dược sư đại hội 4 năm một lần. Bọn họ tự nhiên đều thực lực phi phàm, tầm cao khí ngạo. Nhưng lần này xuất hành ngoại trừ đội ngũ hộ vệ do vương quốc an bài, những người còn lại cũng không thể dẫn theo người của mình, mà ngay cả Ngả Lệ Ti công chúa cũng không thể có nhiều hơn một vị thị vệ, mà tên Kiệt Sâm kia lại dẫn theo một thị vệ, rồi một thị nữ, mà trong khi những người đi đường thì Kiệt Sâm lại ở trong một cỗ xe xa hoa nhất đội. Cái này khiến cho trong lòng nội tâm của đám linh dược sư này rất không phục. Đương nhiên, trước lúc xuất phát, đám tinh anh của vương quốc này tụ tập ở Vương Thành cũng có nghe qua một vài lời đồn đại có quan hệ đến Kiệt Sâm. Đối với người khởi xướng một lần hành động đã dẹp Lạp Đế Càn gia tộc, vốn là gia tộc đỉnh tiêm của vương quốc này, trong đám nội tâm bọn họ vẫn mang theo một tia sợ hãi. Hơn nữa, chỗ của Kiệt Sâm là do Lỗ Đạo Phu đại sư tự mình an bài. Vì sự đoàn kết của đoàn đội, đám linh dược sư này trong nội tâm không có dù rất là không phục nhưng cũng không nói gì, chỉ là trong nội tâm âm thầm nghẹn lên một hơi, muốn ở trên linh dược sư đại hội cho đối phương biết một chút về thực lực của mình, khiến cho tiểu tử kia biết rõ, dựa vào cái gia tộc che chở không coi là anh hùng, nếu không có Thác Đức gia tộc, tiểu tử này ngay cả cái rắm cũng không phải. Rất hiển nhiên, những thiên tài linh dược sư này đã xem chuyện của Kiệt Sâm tới tham gia linh dược sư đại hội lần này chẳng qua chỉ là một lần mạ vàng của hắn thôi, cũng không coi trọng chút nào đối với tạo nghệ phương diện linh dược sư của bản thân Kiệt Sâm. Quả thật, một linh dược sư muốn có thành tựu phải tốn hao đại lượng linh lực nghiên cứu về mặt linh dược tề. Tuổi càng lớn, thời gian nghiên cứu càng dài, thực lực tuy nhiên cũng có hùng hậu. Những linh dược sư này tuy rằng đều rất trẻ tuổi, nhưng cũng đều chừng 27-28, còn có người sắp đến 30 tuổi nhưng vẫn còn tư cách tham gia linh dược sư đại hội. Trong đó ngoại trừ Kiệt Sâm là trẻ tuổi nhất ra, còn có chính là Ngả Lệ Ti công chúa rồi, nàng chỉ có mỗi 21 tuổi. Mà Kiệt Sâm mới chỉ 18 tuổi, ở cùng với một chỗ với bọn họ, căn bản chính là một thiếu niên đứng cạnh một đám đại nhân, tự nhiên không có người nào coi trọng hắn. Kiệt Sâm, ta đã chuẩn bị đi bái phòng mấy bằng hữu cũ, người có hứng thú không? Ngay sau khi Kiệt Sâm vừa đi vào phòng thì Lỗ Đạo Phu lại đi vào phòng của Kiệt Sâm, chờ đợi mà hỏi. Ta thấy hay là thôi đi. Kiệt Sâm lắc đầu, bằng hữu cũ theo như lời của Lỗ Đạo Phu, khẳng định chính là đệ nhất linh dược sư của các vương quốc khác. Đệ nhất linh dược sư của các vương quốc này phần lớn đều là cấp bậc linh dược tông sư cả. Đối với Kiệt Sâm mà nói, bọn họ không có chút sức hấp dẫn nào. Sau khi thấy Kiệt Sâm cự tuyệt, trên mặt Lỗ Đạo Phu lộ ra một tia thất vọng, cũng không nói gì thêm, liền đi ra ngoài. Mà Kiệt Sâm lại ngồi khoanh chân ở trong phòng, tiếp tục bắt đầu tu luyện, lặng lặng chờ đợi linh dược sư đại hội tổ chức. Ngay khi Kiệt Sâm đến Đông Thăng Vương quốc và chờ đợi linh dược sư đại hội tổ chức, thì Tam Trưởng Lão Tư Khoa Lạp của Lạp Đế Càn gia tộc sau khi trải qua hơn một tháng hành tẩu, rốt cuộc cũng tới được một trong tứ đại thế gia ở Diên Quật, quần thành của Khai La Đế quốc ở phương Đông xa xôi, Đạo Tư gia tộc. Trời đã dần dần tối, toàn bộ hiên giật trở thành một mảnh yên tĩnh. Ngay sau khi tất cả mọi người đang ngủ say trong mộng đẹp, thì một hắc y nhân toàn thân mặc dạ hành phục màu đen, mặt mang mặt nạ bảo hộ màu đen lén lén lút lút xuất hiện ở ngoài phủ đệ của Đạo Tư gia tộc. Bóng người màu đen kia sau khi cẩn thận quan sát tình huống chung quanh một lát, lặng lẽ nấp vào trong góc tường, cả người mạnh mẽ nhảy lên, lập tức liền nhảy lên tường vây cao mấy trượng, xoay người tiến nhập vào phủ đệ của Đạo Tư gia tộc. Hết chương 263, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Kênh phụ truyện audio VV, MC Annie. Chương 264, nguy cơ. Sau khi Tư Hoa Lạp lặng lẽ lẻn vào Đạo Tư gia tộc, liền tìm một chỗ ẩn nấp nhìn chăm chú vào tất cả chung quanh. Phủ đệ của Đạo Tư gia tộc được kiến tạo cực kỳ đồ sộ,
chiếm diện tích càng lớn nên không phù hợp thói thường. Trong toàn bộ phủ đệ gieo trồng không ít kỳ thần cây lệ kỳ lạ, thỉnh thoảng còn có một đội hộ vệ ngũ trang đầy đủ đi lại tuần tra trong phủ đệ này. Ở trong nội tâm của Tư Khoa Lạp, đạo tư gia tộc này thân là một trong tứ đại đế gia của Khai La đế quốc, thuận thực lực thậm chí so toàn bộ Áo Lan Đa vương quốc còn cường đại hơn rất nhiều. Lực lượng phòng vệ, phòng thủ tuyệt đối cũng là số một, cực kỳ nghiêm mật. Nhưng giờ xem ra lại tương đối nới lỏng, thậm chí so với hoàng cung của Áo Lan Đa vương quốc lúc nới lỏng hơn nhiều. Đừng thấy là những đội hộ vệ này qua lại tuần tra, tựa hồ rất là nghiêm mật. Kỳ thật lấy thực lực của Khoa Tư Lạp, muốn thoát khỏi ánh mắt của những hộ vệ này vẫn tương đối dễ dàng. Sau khi tìm hiểu tốt tình huống, Tư Khoa Lạp lặng lẽ cúi lưng, lao về phía phủ đệ. Sau khi tránh thoát khỏi mấy đội tuần tra, một tòa kiến trúc vô cùng lớn liền xuất hiện trước mặt của Tư Khoa Lạp. Rất rõ ràng, đây chính là chỗ mà nhân vật trọng yếu của đạo tư gia tộc ở. Đến chỗ này, trong nội tâm của Tư Khoa Lạp tự nhiên không dám có chút chủ quan, linh thức ngũ giai cao cấp lập tức khuếch tán về bốn phía, cẩn thận chú ý đến động tĩnh của bốn phía. Nhưng giờ là đêm hôm khuya khoắt, trong cả tòa kiến trúc lặng yên không một tiếng động, mà ngay đội tuần tra lúc trước cũng không thấy người nào. Khóe miệng Tư Khoa Lạp lộ ra một tia dáng cười nhàn nhạt, thân hình như quỷ mị lẻn vào một gian phòng. Đây là một không gian cực kỳ bình thường, trong phòng bày một đạo cụ gia tộc đàn mộc. Trên giá sách cao, bày một đống sách lớn rậm rạp chẳng chịt. Trên bàn cạnh sách là có giá sách, còn mấy cái bút và vài cuốn sách. Tư Khoa Lạp cẩn thận đánh giá gian phòng một phen, sau khi phát hiện quả thật không hề có người, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, lật tay một cái. Một phong thư đã xuất hiện trên tay phải của hắn. Tư Khoa Lạp cẩn thận đặt bức thư lên bàn. Trong lòng của hắn đã có thể tưởng tượng được, ngày mai khi có người nào đó của đạo tư gia tộc trông thấy nội dung bức thư này thì sẽ có biểu lộ như thế nào rồi. Tư Khoa Lạp khẽ cười một tiếng, trong lòng xoay người lên định rời đi. Nhưng khi khóe mắt hắn xoẹt qua trên bàn thì thoáng lại ngẩn cả người. Chỉ thấy trong vài cuốn sách tùy ý để trên bàn, trên bề mặt lại có một bản vài chữ to: Sinh Nhu Công Tuyệt Giai Hạ Phẩm. Nguyệt Giai Hạ Phẩm, cái này... Tư Khoa Lạp đứng ngẩn ngơ ở đó, lập tức trong hai mắt mạnh mẽ bắn ra một tia cuồng hỉ, trái tim nhảy loạn không ngừng. Công pháp của Nguyệt Giai Hạ Phẩm, đây chính là công pháp của Nguyệt Giai Hạ Phẩm. Trong nội tâm của Tư Khoa Lạp không khỏi kích động quát lên, toàn thân không nhịn được run rẩy nhẹ nhẹ. Công pháp như vậy ở Áo Lan Đa Vương Quốc đó chính là tồn tại trong truyền thuyết, cơ hồ rất ít khi thấy được. Cái này từ cái giá của Viêm Diễm Công Chúa trong Áo Lợi Phất đấu giá cũng có thể thấy được sự quý trọng của nó. Thế nhưng khiến Tư Khoa Lạp không nghĩ tới chính là trên bản sách của đạo tư gia tộc lại tùy ý thấy được một bản. Tư Khoa Lạp kiệt lực đè nén cuồng hỉ trong lòng, đút bản Sinh Nhu Công kia vào trong lực mình, sau đó lại lật xem vài cuốn thư tịch khác. Khiến cho Tư Khoa Lạp khiếp sợ chính là vài cuốn sách khác trên bàn rõ ràng đều là một ít linh kỹ công pháp thừa thớt. Thật sự là trời đã giúp ta. Tư Khoa Lạp trong nội tâm vô cùng cuồng hỉ, một bên đã cầm lấy những công pháp bí kịch kia, trong miệng một bên nhìn không được kích động thì thào lên tiếng. Đạo tư gia tộc này thật là một trong tứ đại thế gia của Khai La đế quốc, lực lượng phòng vệ cũng không hơn gì cái này sao. Nhưng công pháp này trần quý rõ ràng lại tùy ý đặt trong thư phòng, thật đúng là một lũ ngu. Có thật không? Đúng lúc này, một thanh âm vô cùng bình thản đột nhiên vang lên trong phòng. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng trong đêm tối yên tĩnh này lại lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ai? Tư Khoa Lạp không phải cả kinh bình thường nữa, hắn vốn đang vô cùng cuồng hỉ, lồng tơ toàn thân lập tức dựng thẳng, hai tay cầm bí tịch không tự giác được run rẩy một hồi, đột nhiên quay người nhìn về hướng hắn truyền đến thanh âm. Trên một cái ghế cách đó không xa, một trung niên nhân đang lẳng lặng ngồi đó, như rười như không nhìn qua Tư Khoa Lạp, một đôi mắt chiếu rọi sáng ngời trong đêm tối, vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể trông thấy nội tâm của Tư Khoa Lạp. Tâm của Tư Khoa Lạp như lọt vào trong hầm băng, thoáng cay nguội lạnh đến cực độ. Càng khiến hắn sợ hãi chính là trong phòng này bài trí cũng không có nhiều, bốn phía tương đối trống trải. Lúc trước sau khi hắn đi vào, rõ ràng không thấy có người. Người trước mặt này sao tự nhiên lại xuất hiện?
Hơn nữa, nhìn bộ dạng đối phương thì tựa hồ đã ngồi ở đó một hồi. Là một ngũ giai cao cấp tông linh sư như Tư Khoa Lạp lại hoàn toàn không có chút phát giác ra. Cái này... Một tầng mồ hôi chậm rãi rậm rạp lập tức rỉ ra từ trên trán của Tư Khoa Lạp. Ta phải trốn. Trong đầu Tư Khoa Lạp căn bản không có chút ý niệm phản kháng nào. Cả người lập tức hóa thành một đạo lưu quang, lao về phía như thiểm điện. Nếu đã đến, sao lại không ngồi xuống? Trung niên nhân kia cười nhạt một tiếng, cũng không động thân, tay phải giơ vuốt mà ra, hư không một chảo với bóng lưng của Tư Khoa Lạp. Tư Khoa Lạp chỉ cảm thấy xung quanh mạnh mẽ truyền đến một cỗ linh lực chấn động vô cùng cường đại, thân hình vốn đang chạy như bay liền cứng lại trong không khí. Một cỗ lực lượng vô cùng cường đại một mực khống chế Tư Khoa Lạp trong hư không, khiến hắn, một ngũ giai cao cấp tông linh sư lại thì không có cách nào nhúc nhích nổi. Tiểu tử ngươi, nấp ở ngoài đình viện cả nửa canh giờ mới tiến vào, thật là làm cho ta đợi thật lâu. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, tay trái có chút nhấc lên, lá thư của Tư Khoa Đạp đặt ở trên bản sách đã phiêu phiêu bay vào trong tay của trung niên nhân kia.